Chào các bạn, vậy là cô trò mình lại gặp nhau nữa rồi. Ở tiết học trước các bạn đã học rất là tốt phải không nào? Cô hy vọng tiết học ngày hôm nay các bạn cũng học thật là siêng năng nhé. Ở tiết trước cô đã giảng cho các bạn kiến thức về trục và đơn vị. Tiết học ngày hôm nay cô sẽ cho các bạn làm bài tập để các bạn củng cố lại kiến thức ngày hôm trước nhé. Bài tập thứ nhất, các bạn cùng đọc yêu cầu đề bài với cô nhé. Đếm rồi nói theo mẫu. Bài tập thứ nhất gồm có câu A và câu B. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm câu A. Các bạn cùng đếm với cô xem. Trên màn hình có tất cả bao nhiêu que kem? À, có tất cả 27 que kem đúng không các bạn? Các bạn đã đếm như thế nào? Cô thấy ở đây có 20 que kem và 7 que kem, nên ta có 20 và 7 đơn vị. Cô viết số 2 vào chỗ chấm thứ nhất và số 7 vào chỗ chấm thứ hai. Ở câu B, các bạn hãy đếm số kẹo và viết số thích hợp vào phiếu bài tập nhé. Chúng ta tiếp tục với bài số 2. Các bạn cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Đếm, viết số rồi nói theo mẫu.
Các bạn hãy quan sát các khối lập phương và cho cô biết ở câu A chúng ta có mấy chục và mấy đơn vị. A. Cô có một chục và một đơn vị đúng không nè? Như vậy, gộp một chục và một đơn vị được 11. Cô viết số 11. Tương tự, các bạn hãy làm câu B và câu C vào phiếu nhé. Vậy là tiết học của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn hãy kiểm tra lại các bài tập trong phiếu xem mình đã làm đúng hay chưa. Sau đó các bạn hãy nhờ ba mẹ gửi bài tập để cô chấm cho các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày học vui vẻ. Cô chào các bạn.